Chào mọi người đã trở lại với kênh của Linh Kiện Store. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số dòng loa của thương hiệu Hosan nha. Giá thành chỉ với hơn 1 triệu thôi, nhưng mà chất âm của nó rất là ok nha mọi người. Những dòng loa này khá là phù hợp đối với những anh chị em nào mà thích nghe nhạc nè, hát karaoke, làm loa trợ dạng cũng như là làm loa phát thanh ở cửa hàng nha. Rất là phù hợp luôn nha. Tuy giá thành của nó rẻ nhưng mà chất âm của nó không đùa được đâu nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ review chi tiết về những dòng loa này cho mọi người được nắm rõ nha. Và đây là ba anh em nhà Hosan có cùng thiết kế và kiểu dáng giống nhau, chất âm của ba dòng đều giống nhau nhưng chỉ khác nhau ở mỗi công suất và kích thước nha. Đầu tiên là dòng RD0813, đây là em út với thiết kế thùng gỗ nè và tráng một lớp sơn vân gỗ rất là đẹp sang luôn. Kích thước của loa sẽ là 52, 38 và 25cm và trọng lượng của loa sẽ là 7kg, rất là nhẹ để cho chúng ta di chuyển và mang đi. Được trang bị một củ bass 8cm và một jack cho ra công suất là 150W nha. Có thể nói với công suất này chúng ta có thể sử dụng ở ngoài trời vẫn được, với bán kính là 20m. Và dàn nút chỉnh được thiết kế cơ bản với các nút chỉnh chủ đạo của loa, với 4 ngõ vào âm thanh như là Bluetooth, thẻ nhớ, USB, Audio Input cho chúng ta thoải mái sử dụng nguồn âm thanh khác nhau nha. Và thời gian hoạt động của loa lên tới 5 đến 7 giờ, khá là thoải mái để vui chơi cũng như là công việc mà chúng ta sử dụng đến nha. Và đi kèm là hai mic không dây được thiết kế bằng nhựa với tần số mic cố định. Và giá của chiếc loa này sẽ là 1.290.000 nha. Tiếp theo là dòng GD10-13 với vẻ ngoài giống nhau, được thiết kế có kích thước lớn hơn với dòng 8-13 một xíu. Kích thước sẽ là 56, 38 và 31cm. Trọng lượng là 9kg. Và dòng 10-13 này sẽ có thêm tay nắm kéo như là vali, giúp cho chúng ta kéo đi di chuyển dễ dàng hơn thay vì tay sách như là 8-13 nha. Và được trang bị là một củ bass là 10cm, một chép sẽ cho ra công suất là 200W. Với công suất này chúng ta dư sức sử dụng trong nhà và ngoài trời thoải mái luôn. Và dàn nút chỉnh micro và thời gian hoạt động của loa cũng tương tự dòng 8-13, không có gì thay đổi. Và giá của chiếc loa này sẽ là 1.550.000 nha mọi người. Và cuối cùng là dòng loa lớn nhất GD12-27, thiết kế to nhất với kích thước là 65, 43 và 33,5cm. Trọng lượng sẽ là 12kg, ngoại hình tương tự với dòng 10-13 nha. Chỉ khác nhau ở chỗ kích thước và công suất của loa thôi. Loa được trang bị một củ bass 12cm và một jack sẽ cho ra công suất lên tới 250W lận. Khá là lớn nên sẽ đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng loa của mọi người. Và giá của chiếc loa này chỉ có là 1.690.000 thôi nha. Khá là rẻ so với chất lượng của loa nha. My heart is like a candle, feel the warmth, you're all I know to be a star.
Khi hắn yêu nhau chỉ còn lại bóng tôi, hai đứa chẳng muốn trao cơ hội. Anh nói đôi câu mình nằm lại bên nhau, nhưng cũng chỉ khiến ta thêm những đau. Hôm nay ta sẽ chia tay, anh xin bên nhau lần cuối. Yêu em hơn, quan tâm hơn ngày mai, hai chúng ta sẽ không gặp nhau, sẽ chẳng còn là của nhau. Lần đầu anh thấy anh yêu lòng, lần đầu tiên anh thấy em biết trân trọng. Vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm, chúng ta đều giấu. Đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.